ra Hà Nội à? chị em quay hội này cho ich bin noch fan noch mal dann anrufen in meine abrutschen meine video und nicht sagen ich habe eine Frage bitte ha ja ein bisschen gleich geht ja aber bitte nicht essen. Aber bekommst du Essen auch in Bahnhof, ja? Ja. Aber nur Frühstück. Kein Mittag, ja, kein warmes. Keine warm? Nein. Und und schlafen, wo soll schlafen? Na ja, meist so draußen oder so. Ne? Ja? Aber nicht hier, Toilette. Und dann waschen? Ja, auf Bahnhof. Am Bahnhof, das auch, ja. Oh, dann geht. Geht gut. Kann man duschen, jeden Tag duschen. Ne? Ja, jeden Tag duschen und essen kannst du jeden Tag. Ne? Essen jeden Tag. Rasieren, und alles. Ne? Waschen, alle, ja? Ja. Hm. Aber nur schlafen, keine. Schlafen kannst du da nicht. Das ist Unsinn, ne? Ja, ich bin quay cái hội này. Ich mag woanders ein bisschen. Đây này. Là đằng trước kia là một cái cửa hàng Castart rất là to và bến tàu mọi người đi lại đông đúc rồi. Bên kia là một cái quầy bán hoa quả các bạn, chợ đông đúc nhộn nhịp, nhưng mà có hai vị đàn ông này là ngồi ăn xin ở đây, rất là nhiều ăn xin mà rất là khỏe mạnh các bạn ạ, rất là khỏe mạnh, không phải là ốm yếu như Việt Nam mà phải nằm giả vờ giả vịt ốm đau quạt quẹo, đây không, đây rất là khỏe mạnh mà vẫn đi ăn xin. Đó thế su tung gửi khúc cái gì sẽ su tung gửi à tôi bắt đấy rồi à, nên hai vị này đây các bạn nhìn thấy rất là khỏe mạnh mà đi ăn xin mà à bộ ít hết tiền thì vào gom khai nó vốn đúng bởi vì phải nói cái chặt thì nick su sulom du kommst zu sozial aber Schloss vorbei und dann sagen brauchst du Wohnung brauchst du Geld für Essen dann bekommst du auch mình hỏi nó mà mất hết giấy tờ thì mình mà không quan trọng aber du nicht Deutsch aus Kasachstan aber hast du schon Aufenthalt ja wie lange schon du hier in Deutschland von 96 Jahren wie viel 96. Ah, 96. Ah, schon lange her, ne? Ja. Wo kommst du hier? Nein. Du bist Ausländer. Ja, aus Kasachstan. Ab Pakistan. Welche Stadt? Hm? Jeskazgan. Laut. Jeskazgan. Ah, ich kenne dich nicht. Aber du bist Deutscher, ne? Ja. Anh chàng này thì người nước ngoài, còn anh chàng kia là người Đức kìa. Nhưng mà cứ đi ngồi xin này thì cũng có người thì đánh đàn kiểu nhị, có người thì cứ ngồi không, người xin thôi. Nhưng mà người ta vẫn cho, vẫn nhiều người hảo tâm người ta vẫn cho. Mà đúng ra là ở đây là người ta có chế độ hết, nhưng mà hội này nó lười lao động, nó muốn tự do. Chứ còn nó đi xin này là tiền ăn thôi, ngủ không có chỗ thôi. Còn tắm ăn à không phải tiền ăn mà tiền nó sinh hoạt riêng, còn ăn uống này tắm là nó có chỗ được tắm, mỗi tội ngủ không có chỗ đấy, nhiều khi phải ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ các kia gầm cầu xó chợ hoặc là các cái trong cái cửa hàng người ta mở đấy, hoặc là ngủ cả trong toilet tự động nữa, toilet kiểu như là toilet công cộng ấy, là vào đấy ngủ. Nên là aber du wie lange schon du hier beten beide zusammen immer ja beide zusammen wenn geht habe dann Thailand wenn geht habe dann Thailand ja đi ăn xin đi các bạn này.
mình thấy liên xin đến cuộc sống của họ còn tươm hơn Việt Nam. Aber ich glaube, wenn du arbeiten du kannst, gib auch, bekommst du auch für arbeiten. Schlecht, ja. Das ist von Kokona, dann. Đây này các bạn nhìn này, mọi người đi lại là rất là nhộn nhịp nhé, rất là nhộn nhịp này. Đây bến tàu nhé, trước đây là một cái cửa hàng Castat, là hàng hiệu rất là to. Bên kia là một cái cửa hàng của Italian, bán kem này. Rồi bên này là chợ này, một cái cửa hàng hoa quả này. Cái biển này là của là đôi nờ của bạn Thư Khai nó bán này. Bên kia cũng bến tàu này rất là đông đúc nhộn nhịp, nhưng mà tàu chạy qua lại. Hai anh thanh niên này là ngồi ăn xin ở đây. Aber du wo anders ja nicht immer hier oder doch immer hier? Mai ta. Không ngồi cố định mà cứ lúc thì ngồi chỗ nọ, lúc thì ngồi chỗ kia. Und dann zum ăn xin alle wo lassen? Sagen, wo du lassen? Alle Decken und so weiter zum Anziehen, zum Wechseln, wo lassen? Ach so, geben wir da 1000, geben ab, die waschen das und wir kriegen neue Sachen. Ah, das ist schön. Nur so 50 Cent bezahlen, ne? 50 Cent bezahlen. Aber du musst nicht bezahlen. Nein, das nicht. Essen nicht. Bus ist gratis. Und Essen auch nicht bezahlen. Nein. Đây các bạn đồng mình hỏi là mỗi người nói một khác, người thì bảo ăn là mất 50 cent một người. Người thì bảo mất 30 cent nhưng mà cái thằng này nó bảo không mất đồng nào. Nhưng mà mình hỏi thế cái đồ ăn mặc của chúng mày để đâu? Thì nó bảo là đồ ăn mặc thì thay ra thì đưa cho người có người ta giặt xong rồi là trả lại mất có 50 cent. Ôi giời quá rẻ các bạn ạ. 50 sen các bạn cứ tính đi, ví dụ như là một Oigo là 25.000 tiền Việt Nam, 50 sen là có 12.500. Nhưng mà bọn này nó ít tắm lắm, bẩn lắm, ít tắm giặt lắm. Các bạn nhìn cái móng tay của nó tẩm thôi rồi đấy. Rất là bẩn thỉu lắm. Bọn này nó lười lao động, nó không đi lao động, nó muốn cuộc sống tự do thôi. Chứ còn này, bởi vì nó biết là được có chế độ các bạn. Nó được ăn, được tắm Hà Nội, chỉ mỗi ngủ là nó không được thôi. Còn đây nó đi xin tiền là nó tiêu tự do của nó không ai làm gì cả. Còn nếu mà nó đi xin tiền thì nó phải tuân thủ theo cái luật pháp của nhà nước. Của người Đức này, người ta đã cho ăn ấy, người ta nuôi ấy là người ta phải quản lý rất là chặt. Làm gì là người ta bắt làm là phải nghe. Còn đây thì không phải làm gì cả. Tự do, không ai bắt. Cuộc sống nó rất là sướng. Cho nên là nhiều người các bạn ạ, nhiều lắm. Có vì vai su vi phía in cái giam đất chung bết thèn ao tra sợ in cái giam mệt này vi phía lói thơ in cái giam hundred phương dịch dễ phôi đó, dễ phôi in Bahnhof Straße, Bahnhof Dreifum, ja, Dreifum. Ach so, wie viel da reingeht? Nein, nicht wie viel sagen, wie viele Leute insgesamt, zum Bett hin, wie euch. Ach so, schätze mal so 150, 200. Ja? Oh, mình bảo. Đấy, cái bọn đấy là nó được tập trung ở cái chỗ đấy, ăn uống tắm rửa ở đấy. Thì mình hỏi mày có biết là bao nhiêu người đi ăn xin như mày không? Ngủ đường, ngủ chợ thì nó bảo là nó đoán. Nó khoảng độ 150, 200, 300 gì đấy. Nhiều lắm các bạn, là đông lắm. Tại vì có bọn ấy, nó bảo dần dần nó càng nhiều thêm ấy. Bởi vì nó vẫn được ăn, nó vẫn được tắm rửa. Chỉ có ngủ bờ, ngủ bụi thôi. Rồi tiền thì nó đi ăn xin thì nó tự tiêu. Nó còn sướng hơn các bạn ở Việt Nam. Nhưng mà bọn này nó bẩn lắm các bạn ạ. Dann ab welche Uhrzeit denn dann hier setzen und bis wann nach Hause? Meist so um 10, 9, um 10. Ja, bis Abend. Aber Mittag nicht zum Bahnhof essen? Nee, das zu, Mittag. Mittag zu? Nur 50.
mua phi moang nhá. Phi moang un a bèn. A bèn ao nhá. A bèn ao. À ha. Và gồm mít thác su. Keine Ahnung, warum du das so vorbereiten kannst, vielleicht erst vorbereiten oder so. Nó bảo là chỉ được ăn buổi sáng với buổi tối thôi, còn trưa là đóng cửa. Ok, thì đây là hôm nay mình quay hai thanh niên này đi ăn xin ở Đức này nhé các bạn nhé. Và mình gặp là mình sẽ quay nữa cho các bạn xem, các bạn tham khảo cái ăn xin ở Đức nó như thế nào nhé. Bây giờ là bye bye các bạn, nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn cho mình xin một like. Và ai là mới đăng ký kênh nhé, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.